Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đại lý VinFast xả kho xe xăng, giá chỉ còn một nửa ban đầu. Ngày 14 tháng 11, VOA tiếng Việt cho hay, đại lý VinFast bán nốt những chiếc xe xăng cuối cùng giá bằng một nửa của 2 năm trước. Theo đó, các đại lý của VinFast đang xả kho những chiếc ô tô chạy bằng xăng cuối cùng của hãng với mức giá được xem là gây sốc vì giảm tới 50% so với mới chỉ 2 năm trước đây, một số báo trong nước đưa tin. Theo quan sát của VOA, nhiều người nhận xét mức giá mới rất hấp dẫn nhưng quan ngại về việc tương lai không có phụ tùng thay thế cho dòng xe đã ngừng sản xuất này. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho biết một loạt các báo như Dân Việt, tạp chí Thương Gia, trang mạng marshallpro.vn đăng bài hôm 13 và 14 tháng 11 cho hay những chiếc xe được bán là các phiên bản của loại xe sedan Luxe 2.0 mới 100% đời 2022. Dòng xe này bị VinFast ngừng sản xuất trong cùng năm đó để tập trung chế tạo xe chạy bằng điện. VOA dẫn xác nhận của nhân viên bán hàng của hai đại lý VinFast trả lời qua điện thoại về đợt bán xe xăng lần chót của hãng, đồng thời cho biết bản nâng cao của Lux A2.0 có giá khoảng 615 triệu đồng, giá của bản cao cấp là 685 triệu đồng. Hãng không còn lắp ráp và bán ra bản tiêu chuẩn, tức là bản thấp nhất, hai nhân viên bán hàng cho hay và không nói gì thêm. Theo VOA, trang tạp chí Thương Gia dẫn lời nhân viên tư vấn bán hàng thuộc một đại lý ở miền Bắc tiết lộ rằng trên toàn quốc chỉ có khoảng hơn 200 chiếc Lux A2.0 được giảm giá đợt này và sẽ có xe trong 1-2 tuần tới. Theo tìm hiểu của VOA, loại xe này của VinFast từng có mức giá từ khoảng gần 1 tỷ 4 đến hơn 1 tỷ 8 tùy phiên bản vào năm 2020, sau đó giảm còn 1 tỷ 2 tới 1 tỷ 3 năm 2021. Hình ảnh Trần Văn Hoàng nói về lỗi của một xe VinFast Lux A2.0, video được Facebooker Nguyễn Thái Bảo chia sẻ ngày 28 tháng 4 năm 2021. Đến tháng 3 năm nay, các đại lý VinFast từng thông báo bán nốt lô cuối kèm theo động thái giảm giá sâu, trong đó giá của bản tiêu chuẩn là hơn 600 triệu đồng, thời điểm đó ngang với giá của bản nâng cao hiện nay. Mặc dù giá hiện nay rất hấp dẫn, nhưng một luồng ý kiến tỏ ra e ngại về việc mua dòng xe đã bị VinFast ngừng sản xuất sẽ gặp khó khăn sau này về bảo hành, phụ tùng thay thế. VOA cho hay VinFast được tỷ phú giàu nhất Việt Nam là Phạm Nhật Vượng, người nổi lên từ kinh doanh bất động sản lập ra năm 2017 sau 2 năm hãng giao những chiếc xe xăng đầu tiên. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hãng tuyên bố dừng sản xuất xe xăng, chuyển sang chế tạo xe chạy bằng điện với cam kết là duy trì bảo hành cũng như cung cấp phụ tùng cho các xe xăng đã bán. Những chiếc xe chạy bằng xăng của VinFast bao gồm các dòng Lux A2.0, Lux SA2.0 và Fundy được bán ra kể từ cuối năm 2019, nhưng có tuổi đời ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 4 năm tính đến nay. Hình ảnh một chiếc xe VinFast cháy còn trơ khung sườn. VOA cho biết, khi mới ra đời, VinFast Lux A2.0 được nhiều khách hàng trong nước đánh giá cao vì bản chất của xe là sử dụng thiết kế khung gầm và động cơ của hãng Đức BMW nổi danh toàn cầu. Trong khoảng 3 năm, dòng xe này được báo chí với các diễn đàn ô tô trong nước ghi nhận là từng gây sốt khi liên tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng D có giá tầm 1 tỷ đồng ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, xe VinFast, trong đó có VinFast Lux 2.0, liên tục xảy ra nhiều vụ cháy. Có thể kể đến vụ xe VinFast Lux Ace 2.0 cháy vào chập tối ngày 5 tháng 12 năm 2021 trên đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 khác cháy trên cao tốc Trung Lương ngày 10 tháng 4 năm 2022. Chiếc xe đã cháy rụi trước khi cứu hỏa kịp đến hiện trường. Đáng sợ nhất là vụ cháy ngày 22 tháng 6 năm 2022 xảy ra ở địa phận thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến tài xế tử vong. Tất cả các vụ cháy xe VinFast đều không rõ nguyên nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đại lý VinFast xả kho xe xăng, giá chỉ còn một nửa ban đầu. Sau 4 năm, chính quyền tăng hỗ trợ đất vườn rau Lộc Hưng thêm 4 triệu đồng một mét vuông. Ngày 13 tháng 11, AFA tiếng Việt cho hay, vườn rau Lộc Hưng
chính quyền tăng mức hỗ trợ thêm 4 triệu đồng một mét vuông đất, dân vẫn chưa đồng ý. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về việc tăng mức hỗ trợ cho người dân vườn rau Lộc Hưng có đất canh tác. Nếu đồng ý, sẽ triển khai chi trả trong tháng 12 và bắt đầu xây dựng 3 ngôi trường học ở vị trí này. Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản đối. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 đưa tin dự án sắp được triển khai gồm trường mầm non Sơn Ca, trường tiểu học Hùng Vương và trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi được xây dựng trên phần đất hơn 5 hecta thuộc vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình. Hình ảnh bài trên AFA. Đây chính là khu đất mà chính quyền địa phương đã cưỡng chế và san phẳng các ngôi nhà, vườn tược của hơn 100 hộ dân vào đầu năm 2019 gây xôn xao dư luận. AFA cho biết dự thảo phương án hỗ trợ của dự án tăng mức hỗ trợ ban đầu từ 7.055.000 đồng một mét vuông lên 11.250.000 đồng một mét vuông cho phần diện tích đất canh tác. AFA dẫn quan điểm của người dân vườn rau Lộc Hưng, những người có tài sản là nhà cửa và vườn cây bị cưỡng chế tịch thu năm 2019 khẳng định họ có căn cứ pháp lý xác định khu đất vườn rau thuộc quyền sở hữu của họ từ xa xưa đến nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cố tình không cấp quyền sử dụng đất cho dân với mục đích cướp hơn 5 hecta đất. AFA dẫn lời ông Cao Hà Trực, một trong những cư dân thuộc gia đình có nhiều đời sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng từ năm 1954, cho biết trong sáng ngày 13 tháng 11, có khoảng 30 người của chính quyền kéo đến nhà ông. Họ đưa dự thảo về khung hỗ trợ, nhưng thực tế là nhằm khủng bố tinh thần của ông, người đã hơn 90 tuổi. Hình ảnh, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin về dự án. Ông Trực, người đại diện cho một nhóm khoảng 80 người dân ở vườn rau Lộc Hưng nói, đa số họ không đồng ý với mức hỗ trợ mà chính quyền đưa ra và các dự án xây trường học chỉ là một trong những chiêu trò mà chính quyền địa phương dựng ra nhằm để biến đất tư thành đất công. Chính quyền đã nhiều lần toan tính để cướp của chúng tôi, đã đổi các dự án này ra dự án khác nhằm chiêu trò biến đất tư thành đất công. Năm 2019, họ đã đập phá nhà của chúng tôi một cách khốc liệt. Họ viện cớ vào gọi là xây dựng trái phép. Họ nói là họ không thu hồi, họ chỉ cưỡng chế đất xây dựng trái phép thôi. Đến ngày hôm nay, sau 4 năm 10 tháng đã trôi qua thì bắt đầu họ chơi trò mới. Họ tiếp tục dở ra cái trò là họ xây trường học. Họ nói rằng họ quyết liệt cho đến tháng 12 để họ làm cái dự án này. Hình ảnh nhà dân ở vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế đập phá năm 2019. Tương tự, AFA dẫn lời bà Trần Thị Thoa, một cư dân vườn rau Lộc Hưng từ năm 1954 cho biết họ đưa một cái khung giá, họ áp đặt và họ bảo đưa xuống để cho mình phải chấp nhận khung giá đó. Rồi họ kèm theo những lời rằng nếu như không lấy thì họ sẽ sung vào công quỹ, không lấy thì sẽ mất. Họ lại tiếp tục dùng cái chiêu trò là dụ để lấy chữ ký. Theo em được biết thì có lẽ họ cần chữ ký để trình lên văn phòng chính phủ hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để xin ra dự án thì đúng hơn là họ thực hiện dự án đó. Theo bà Thoa, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần đối thoại trực tiếp với dân vườn rau Lộc Hưng để đi đến một thỏa hiệp với giá bồi thường hợp lý cho những người dân ở đây. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đã có 45 trên 124 trường hợp đồng thuận chủ trương thực hiện dự án với mức hỗ trợ 7 triệu 055.000 đồng một mét vuông từ năm 2019 và nhận tạm ứng hỗ trợ với số tiền là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Thoa, số người đồng ý nhận mức tiền đền bù như trên chỉ vào khoảng 10 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin sau 4 năm, chính quyền tăng hỗ trợ đất vườn rau Lộc Hưng thêm 4 triệu đồng một mét vuông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d